Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết của cái nét nghiêng móc nhé. Thì với cái nét nghiêng móc như thế này, chúng ta sẽ viết là một cái nét chấm và cắt ở cái phần đầu và kéo nghiêng nhẹ từ trên, nghiêng nhẹ xuống phía dưới sang phía bên tay phải. Đấy, và chúng ta hãy cùng quan sát lại một lần nữa cách viết của nét nghiêng móc. Như vậy là các bạn thấy là ở cái phần đầu này chúng ta sẽ viết một cái nét chấm, nhưng mà nét chấm nhỏ thôi để nó có cắt được ở phần đầu nhé. Sau đó các bạn sẽ bẻ nghiêng cong xuống phía dưới. Quá trình chúng ta nghiêng cong từ trên xuống dưới, chúng ta sẽ giảm lực tay ở phần thân nét, đúng không ạ? Tiếp theo ở cái phần đuôi móc ấy, thì các bạn sẽ nhấn và các bạn móc nhẹ từ từ lên trên nhé. Chúng ta lưu ý ở cái phần thân này này là phải giảm lực tay thì nét nó mới ra được cái phần thanh đậm được. Đậm ở phần đầu, đậm ở phần đuôi móc thì phần thân nó sẽ là phần thanh. Đấy. Tiếp theo là các bạn nhớ là móc là chúng ta móc thẳng đứng lên trên thì càng đẹp, chứ đừng móc vẹo. Móc gọi là nó móc xéo sang phía bên tay phải, hay là móc nó bị lệch, nó bị nghiêng sang phía tay phải là móc như vậy là móc rộng quá thì nó sẽ xấu các bạn nhé. Nó sẽ đá vào hết những cái phần nét chữ khác nữa. Thế thì cách viết của nét nghiêng móc này thì là cái điểm đuôi của nó sẽ là điểm thấp nhất trong một cái chữ Hán. Ví dụ như có một bộ phía bên tay trái này thì các bạn sẽ viết là thấp hơn so với bộ phía bên tay trái nhé. Chúng ta sẽ bóc tách ra thì là nó sẽ có cái vế ở phần đầu này, nó sẽ là một cái nét chấm này. Xong các bạn viết xong một cái nét chấm, các bạn vẫn giữ nguyên bút như vậy, các bạn không nhấc bút ra, các bạn kéo từ trên kéo xuống dưới. Đây, mình sẽ vẽ cho các bạn xem ở cái phần phía một nửa phía bên dưới đây. Đấy. Thì lúc này là các bạn sẽ giảm được tay dần ở cái phần thân nhá. Sau đó lại gần tới cái phần móc thì các bạn sẽ tăng nhẹ được tay lên và các bạn sẽ bẻ nó hơi cong vào phía bên trong sang phía bên tay phải một chút. Và chúng ta bật móc thẳng lên trên. Quá trình các bạn bật móc lên thẳng lên trên, các bạn nhớ là các bạn sẽ nhấc cao ngọn bút lên một chút. Chú ý đây là nét nghiêng móc, nhưng mà nó sẽ có được cái phần tức là nó nghiêng thì đúng rồi, nhưng mà nó sẽ có hơi một cái chút cong nhẹ. Cho nên các bạn cần phải chú ý nhé. Tiếp theo là cái bộ phận của phần móc này này. Thì chúng ta cái lúc mà các bạn bật móc lên trên, các bạn sẽ móc từ từ lên thôi, nhưng mà gần tới phần đuôi thì các bạn sẽ bật mạnh lên một chút để nó xuất phong được ra cái phần đuôi móc nhọn. Đấy. Xuất phong đuôi móc nhọn, chúng ta móc từ từ để chúng ta tạo ra phần mực đậm ở phần móc để nó có được thanh đậm rõ trong cái nét nghiêng móc này. Hãy cùng mình ghép thử một chữ Hán nhé. Đầu tiên mình sẽ viết đó là một cái nét phẩy ngắn này. Đấy, sau đó mình sẽ viết là một cái nét số gọn phía bên dưới nhé. Đấy, một nét số gọn phía bên dưới tạo ra bộ nhân nhé. Đấy, tạo ra bộ nhân này. Các bạn nhớ nhấn ở phần đuôi nét, sau đó thì các bạn vuốt nhẹ nhẹ ra như thế này nhé. Tiếp theo các bạn sẽ viết vế phía bên tay phải. Vế tay phải các bạn sẽ viết cho mình một nét ngang ngắn này. Đấy. Nghiêng móc từ trên, nghiêng móc xuống bên dưới nhá. Thì nhớ là cắt qua giữa cái nét ngang ngắn này nhá. Như thế này là mình đang viết nào, nó là bộ qua các bạn ạ. Bộ qua, sau đó thì là ở giữa cái nét nghiêng móc này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đánh một cái nét phẩy. Cũng có thể hiểu là cái vị trí của nét phẩy ấy, là nó sẽ đánh ở dưới cái nét ngang ngắn này một chút. Sau cuối cùng là chúng ta viết một cái nét chấm vào nhá. Đấy, đánh nhẹ vào như thế này. Thì đây là cái bài tập về nhà, các bạn sẽ luyện cho mình cái chữ này nhá. Sau đó thì các bạn nhớ này, chúng ta so sánh cái nét sổ gọn và cái nét nghiêng móc này. Thì cái nét sổ gọn này nó sẽ được viết cao hơn so với nét nghiêng móc này. Nghiêng móc này sẽ được viết thấp hơn ở cái phần đuôi móc và móc thẳng đứng lên trên nhé.